Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và trong tập ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ làm một chuyến đi phiêu lưu khám phá tìm những con mới mình bắt đi ăn. Ở ngày hôm qua thì mình tiến hóa được cái con này rồi các bạn. Con này thì ở cấp cuối ăn cực kỳ mạnh luôn á. Và thử nghiệm thì con Manticore không có lai tạo được, cho nên hơi tiếc một chút. Rồi thì hôm nay đi tìm những con mới đi, bắt về để tiến hóa luôn thử ăn. Hôm nay thì chắc là mình sẽ làm một chuyến qua phía bên đây đây. Lần trước thì mình đi tìm mấy con Angen á, nhưng mà chưa có tìm được con nào cao hết à. Bữa giờ cũng chưa có thấy con nào level cao hết, cho nên hôm nay quay trở lại thử cái lâu đài phía bên đây coi có con Angen nào xuất hiện mới mà level cao cao không. Dưới này Power Red nè, cùi bắp không à. Bên đây mấy con khủng là cổ dài á. Đó, dưới này Angen nè. Đó, mình sẽ bắt đầu để ý tới mấy con Angen nè. Angen nào cùi cùi thì mình sẽ sắn cho nó, tiễn em nó lên đường luôn, để cho nó spawn mấy con mới mình bắt cho nó ngon. Bên đây thì mấy con bờ te, dọc dọc ở phía bên đây cũng hay có mấy con Angen lắm. Chà, chả có rồng alpha bên đây nữa hả? Rồng alpha này mình chơi được, con này mình solo được chứ còn rồng luôn á chứ. Con này của mình bây giờ thì nhanh nhẹn lắm, vô mình sắn cho vài phát thôi, ngon lành liền, được ba trái tim luôn á. Bên đây nếu mà đi tới nữa thì đến với hồ tuyết mà. Dưới này thì Angen màu đỏ nhìn ngon quá vậy. Nhưng mà power, hệ power này thì mình không cần à. Bây giờ mình cần cái hệ bình thường của Vanilla thôi thì mới tiến quá được. Bờ te quá, Allosaurus nữa hả? Allosaurus này mình cũng chưa có nè. Nghiến nghiến thử coi. Trong này thì cũng hay có biết Allosaurus lắm. Đó, một đàn luôn kìa. Ui, 500 mấy luôn nè. 500, 580. Và con Angen kia vẫn còn sống à. Ủa, mình tưởng nó chết rồi chứ. Chắc mình bắt trước cái con Allosaurus này đem về phải không? Angen thì chưa có, nhưng mà một đàn Allosaurus ở dưới này 580 coi được. Con này bây giờ mình sẽ sử dụng tới cây giáo. Cây giáo độc thì mình bỏ nhà luôn rồi. Cái xác này của mình để chứa đồ linh tinh trong này nè. Mình quăng trong này để là sập thử à. Việt à, đây 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 đây, quăng trong này nè. Đây, 180 mấy anh. Sử dụng cho cái cây này của mình. Rồi, bây giờ thì lên đường. Quay trở lại chỗ cũ nhanh nhanh. Cuối cùng thì cũng tìm thấy được con Allosaurus anh. Dạ, yeah, thiếu con Angen nữa. Nếu mà tìm được con Angen nữa là mình sẽ có một bộ bộ đôi trong tập ngày hôm nay để có thể tiến hóa được luôn á. Ở đây thì có mấy đồng bọn của nó gần gần, chắc là mình phải tìm cách bắt lẻ nó, xử bớt đồng bọn của nó đi chứ, để nó dính dính bầy bầy rồi khó lắm. Dứt cho một cái. Đó, bắt lẻ từng con, bắt lẻ từng con nè. Nó còn lại ba con nè. Mấy con này mình nhảy xuống mình chọt luôn được chứ đúng không? Bộ giáp của mình cũng cứng lắm cho nên không sợ lắm đâu. Đây mấy này mình nhảy xuống mình chọt luôn. Chọt cho mỗi đứa một cái hết là tụi xỉu à. Đó, xỉu à, xỉu à, xỉu à. Ồ, xỉu hết luôn mà. Xung quanh đây thì vẫn còn một con phía bên kia nữa. Con này thì 320. Với cái giáo này là một hit, hai hit. Cứ hai hit là gục một con, hai hit là gục một con. Con này là con này. Con này thì mình cần có kiếp bồ cho nó. Cho nên mình sẽ kéo Ankylo vào phía bên đây đi. Ankylo biết còn mới tò không nữa. Con này thì cần kiếp bồ màu tím tím mà super kiếp bồ. Kiếp bồ tím tím. Đây đây, trong này có nè. Rồi tìm trong này luôn một cái. Dứt luôn 10 cái luôn đó. Thiếu mới tò hả? Ở đây có mới tò luôn nè. Đây 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 đây. Tiện 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 ghê luôn á. Hợp lý á chứ. Ấy, chết rồi, đánh trúng con. Ủa, có sao nữa hả? Rồi nó quẩy cái cục mây tồ cái dính qua con bên kia luôn rồi. Bây giờ là một là mình phải cho cái con kia nó tỉnh lại ha, sau đó thì đánh cho nó xỉu trở lại nữa. Như vậy sẽ an toàn hơn. Cái này nếu mình sử dụng cái spear này mình chọt cái thì được ha. 200 mấy ha. Đọc như vậy cho đảm bảo chắc ăn. Rồi để mình chế tạo kiếp bồ trước đi. Kiếp bồ cho đủ 10 cá trước. Rồi Ankylo thì đã xong nhiệm vụ rồi. Con bên đây nãy thấy bị dính ăn. Nó bị dính đam vô chắc là nó. Ủa còn 6 mấy phần trăm mà, cho nên từ 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 từ. Mình sẽ chọn cho con này. Nó đi luôn cái nè. Đó. Còn con này mình sẽ bắt đầu cho nó uống cái bình thuốc remove nè. Một bình thôi ăn. Đó, tỉnh lại.
Sau đó thì dứt cho một cái, thêm một cái nữa. Đó, vậy là đảm bảo chắc ăn sẽ là 100% tên Minh. Cái gì vậy? Tới nữa à? À con này tới ăn hôi, ăn hôi, ăn hôi. Chọt cho một cái rớt nài luôn. Đuôi hả? Nghe tiếng chân sau lưng. À, ở đây thì mình bắt đầu xử thịt hết đi. Ăn game này level có 100 thôi à. Và em nói thì bắt đầu tăng lên dần dần rồi đó. Mình sẽ để nó ở đây luôn ăn. Trong lúc mà chờ đợi cho nó tăng tem minh lên thì mình sẽ lên phía bên trên nè, để mình đi vòng vòng mình tìm ăn game nè. 2 kg hả? Ăn kilo chắc không cần đâu. Ăn kilo có alpha luôn nè. Ui có chiến binh Romy trong này nữa nè. Xuống mình sẵn để mình lấy thêm đồ. Đánh chiến binh Romy này hay được đồ lắm. Cho nên mình cố mình thử luôn. Mặc dù nó giảm đam ghê anh. Bình thường mình sắn cho mấy con bình thường kia là nó phải mười mấy đam á. Sắn cho con này còn có 4.000 đam thôi à. Nó sắn như con kia 14.000 đam, còn này mất tiêu hết 10.000 đam luôn à. Mày bắn mù ghê quá cho nên phải hit and run với nó. Đem con rồng qua thì nó mạnh quá hăng. Cho nên đánh con này từ từ thôi. Ok. Nghe cái ứa cái luôn mà. Ăn vô một cái không? Đồ quá thì hình như chưa tự hút vô, vậy là có trong người của nó đó. Ủa? Không có luôn à? À có. Ủa đâu có đâu? Trong con này có không? À có rồi nè. Hoài mũi tờ, à, cây bâu với lại cây súng là long nét đâu nè. Với thêm một cái rít tàu sáp nữa. Và con phía bên dưới thì vẫn chưa xong không? Thấy có con gì nhỏ nhỏ nữa nè. À Cyber, ui Cyber 500 luôn nè. 500 mà. Cyber thì con có lỗi đam hay là bắt về để lai tạo. Thôi cứ để nó đây đi anh, khi nào tìm thấy được con level cao hơn thì mình bắt, còn không thì mình sẽ quay trở lại để bắt nó luôn cũng được. Mình để có mấy con dơi hút máu nè. Trong này là lâu đài nhện, có mấy con dơi nữa. Wow. Lâu đài này trong series Rim of Fear mình lấy này làm căn cứ nè. Nhện trong đó nhiều lắm. Muốn sống được trong đó phải lìa hết mới được. Đây có mấy con dơi được không? Dơi bên đây nhiều dữ không? Quá trời mấy con dơi luôn, ăn gen không có nhưng mà dơi gì? Ủa dơi 590 luôn nè. À, được ăn dưới này có Allosaurus nữa. Con dơi này bây giờ muốn bắt nó thì mình phải có máu cho nó hút có thì mới được. Hay là bây giờ mình chuyển hướng luôn ăn. Từ bắt ăn gen chuyển sang bắt con dơi được á chứ. Hợp lý bên đây tự nhiên con dơi ngon quá. Nghĩ nghĩ xem mày. Nghĩ nghĩ rồi có cái con có ăn gen nào ở đây không? Ăn gen sẽ hết xuất hiện ít quá. Không có con nào luôn mà, có toàn bờ tay không à. À bên đây có ăn gen nè. 80 300 mấy. Trời ơi toàn đồ cùi không à. Cho nên mình sẽ xử hết đi. Chắc mình sẽ làm đồ hút máu thôi. Đã đến lúc rồi đó. Không có ăn gen thì mình sẽ bắt con dê. Con dê này cũng ngon lắm á. Con dê này mình nhớ như là mình có thể vừa cưỡi vừa sử dụng súng được, chứ không phải như con bờ te đâu. Có bờ te thì không có sử dụng súng được khi mà mình đang cưỡi ăn. Cho nên dễ về làm được bình hút máu đây. Về với căn cứ một cái. Dụng cụ hút máu nè. Còn dưới mấy này là mấy cái máu của mod Ozone nè. À cái này tự chế tạo được. Ở đi xăng cũng có nữa. Thôi mình đang cần cái đồ hút máu. Cái vần lút bột phát. Đây đây. À, một cái thôi. Đây rồi, hút một cái được một bịch, cứ lần hút một cái được bịch. Nếu mà mình hút con bờ te thì thử cho hút không? Không hả? Mình phải tự hút máu của mình thôi. À, cứ lần bịch, cứ lần bịch. Phải chờ đợi cooldown không? Nếu mà mình chế tạo được coi. Thử mình chế tạo 2 cái nữa được không nào? À, nó cũng cooldown chung mà, nó chung một cái loại hút máu ăn. Tưởng đã hút đây, hút đây, hút đây, mình qua lại, qua lại, qua lại. Mình chế tạo nhiều quá là mình sẽ hút được nhanh hơn, nhưng mà kết quả là không được. Hút bằng tay vậy hơi lâu quá. Chắc là mình bắt cái con level cùi cùi chứ. Sau đó mình sử dụng con level cùi cùi á, cái mình bắt đầu đi hút máu, hút máu, hút máu. Là mình sẽ có được rất rất là nhiều máu luôn á. Rồi sau đó bắt cái con xịn là hợp lý. Để coi, cái yên cưỡi của cái con đó mình học luôn. Đó, đây, đây, yên cưỡi à. Nó có alpha rồi. Ủa sao hai loại alpha dữ vậy? Ủa?
Ủa nó không có rim mà nó có hai cái loại alpha luôn. Mình tưởng bên đây là rim chứ. Nhưng mà cũng là alpha luôn. Vậy là con này chắc không có lên rim hay sao á chứ. Yên cưỡi nó giống y nhau luôn nè. Nhưng mà mình cần có yên cưỡi cười trước ăn. Yên cưỡi của Vanilla trước. Yên cưỡi Vanilla đây. Với một cái đủ không? Đủ luôn nè. DNA của nó lần trước mình có lụm về nè. Lấy mấy cái xác về được có 8 cái không biết đủ không nè. Không đủ là phải làm một chuyến đi săn thì mới có alpha nữa ăn. Nét một phát. Đây. Rồi. Rảnh rảnh tay mình hút một cái ăn. Vậy là trên chuyến đi vừa đi mình sẽ vừa hút, vừa đi vừa hút. Chuẩn bị thêm máu nữa. À ngồi trên chỗ này hút không được à. Vậy là không vừa đi vừa hút được rồi. Được có 10 bịch thôi à. Chắc mình làm tầm 20 bịch đi cho dư dư. Chứ để ở đây hút máu mình bị thiếu nữa. Rồi, quay trở lại chỗ cũ thôi. Bên đây nãy mình thấy nguyên một nùi mấy con dơi luôn. Dơi nào cùi nhất mình bắt con đó. 590 này là xịn nè. Ui nó núp ở trong kia nữa nè. Trong này là bao nhiêu đây? 400 mấy luôn hả? 160 80 trên này. À con 80 được nè. Mình sẽ lên trên này giả giờ như yếu đuối cho nó hút máu. Hút đi thằng quỷ. Cắn không vậy? Nó bắt đầu thăm dò tình hình, nó bay vòng 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 vòng. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, ta chuẩn bị hút rồi. Ủa sao nó không hút à? Lúc mình không cần á là nó gấp mình lên, nó cắn mình dữ lắm. Mà bây giờ mình cần nó gấp mình lên thì nó lại không gấp. Sau đó mình dụ nó ra chỗ bằng phẳng hơn á. Đúng rồi, xuống dưới này đi ăn. Xuống dưới này có vẻ như bằng phẳng dễ hút hơn nè. Đó. Đây rồi, đây rồi. Nó bắt đầu lấy những bịch máu của mình. 4 bịch. Và timing của nó thì ồ đây, đây, trở thành đệ tử của mình rồi. Ngon, hên quá, đủ luôn á. Đủ số lượng máu. Bây giờ thì mình sẽ trang bị cho nó yên cửa vô. Đây, mục tiêu hút máu đây rồi. Lắc đi cái này cái. Bài lên phía bên chưa để mình sử dụng chi hút máu. Con này gấp lên nè. Ôi, con này phải gấp được hả? Hình như lúc trước mình bắt trong cái map mới của ALK đó. À, lâu lắm rồi ha, không có trải nghiệm lại con này á. Đó, vậy là mình sẽ có được 25 bịch máu. Ngon lành cành đào lên. Con này nó còn có cái khả năng đánh dấu mục tiêu nữa. Chiêu nào quên rồi. Hình như đè nút đánh thường đúng không? À đây, đè nút đánh thường. Để nó tạo ra âm thanh. Có thể chắc cơ nè. Chắc cơ đánh dấu mục tiêu để dễ dàng phát hiện hơn. Mình sẽ lấy thêm ít máu đi ăn. Nó đây đẹp một bầy nhện luôn. Con này thì level chỉ có 100 mấy nãy bắt thôi cho nên hơi cùi. Đó bốn mấy bịch máu luôn. Ngon rồi đó. Vậy đủ cho con kia. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình tem trực tiếp luôn á là timing á của nó đó sẽ không phải là hoàn hảo 100%. Mình cần phải có con gì để hiến tế cho nó. Trên này gần thu tuyết à. Và con này thì đúng mò vừa cưỡi vừa sử dụng bao được nè. Nếu mình nhớ không lầm. Con luôn. Trên này có mấy chiến binh nữa. Chiến binh rồ mi nữa nè. 500 luôn á. Ủa nó ăn thịt kìa. 900.000 tu vô. Ở trên này ở Managa nữa ha. Trên này là thu tuyết. Có mấy con sói nữa nè. Sói không biết có sói alpha không nữa. Mình chưa gặp sói nào alpha nè. Con này hãy game và lên trên này đói quá. Ăn vô một cái á. Con này gà nữa nè. Thôi né 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 nữa ra. Con này không có con heo ăn. Mình đang cần tìm con heo để mình... Ui trời. Rim luôn hả? Ủa dưới có con bình thường nữa nè. À trên thu tuyết thì có mấy con khỉ nè. Khỉ này chắc là trắng là có thể tiến hóa được nè. Và con này thì nó có tiến hóa nè. À có menu tiến hóa nè. Ui 8 cái DNA luôn nè. Alpha hết với lại Alpha Ascend. Và trong này có nè. Vậy là mình sẽ cầm trên người của mình đi. Tính tìm con gì đó để hiến tế cho nó. Nhưng mà bây giờ thì không có. Con này thì xong nhiệm vụ rồi. Cho nên mình sẽ chắc cơ cho nó một cái. Gửi nó bờ te đi à. Bờ te đi cho có đam. Con này chủ yếu để hút máu thôi. Có được máu là xong rồi. Đem xuống phía bên dưới luôn. Bây giờ muốn cho con này tem minh hoàn hảo 100% là cần phải có một con. Như con heo á. Còn con mô giáp cũng được. Con heo bây giờ chỉ ở trên thu tuyết là dễ tìm. Hoặc là bên sa mạc. Đây con gì đây? Con của Romy à? À con robot này của Romy nè. Con này siêu farm luôn á. Con này của mod Romy chứ không phải của mod Ozone.
À, mình lên trên này tìm con heo thử có nè. Có mình làm luôn con heo á. Managa trên này nhiều dữ à. Managa này thì level 40 rồi, cùi quá vậy. Trên này có Phượng Hoàng nữa à. À Phượng Hoàng Elite. Coi để lấy cái show cái Ascend Elite của nó thôi. Thắng cho một cái à. Quỷ này nó nhanh thấy sợ à. Lướt 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 nè. Đây. Lướt nè, một hit. Chỗ này chưa thấy con heo nào hết à, mà thấy mấy con quỷ đó ghê quá. Mình sẽ tập trung vào chuyên môn của mình đi tìm con sẵn tìm con Engen luôn ha. 600, ui 600 nhưng mà con Rim, không phải con Vanilla đó. Cái con mình cần thì Vanilla. Mình đi có cả cú Alpha nữa nè. Engen Alpha nữa. Trời ơi, Alpha 500 mấy nữa nè. 60. 60. Trời bên đây Alpha rất rất là nhiều luôn á. Cái con mình cần thì lại không có. Đi sau ở trong nữa ha. Xem coi có những con gì alpha sẵn thì coi như là đi khám phá thôi. Cú tiết bình thường nữa nè. Nhưng mà 80 à. Bên đây Saber ha. Mấy Saber trong này nhiều quá. Managa nữa nè. À 100 mấy à. Dứt luôn đi. Nhường chỗ Saber mấy con mới. Vậy là phát hiện bên đây có Managa nè. Engen nữa ha. Lại là Engen của Alpha 500 mấy nữa. Trời ơi, mấy con bình thường 500 mấy sao mà nhiều dữ. Cái này có mấy con Red rồi thôi. Con gì chạy nhanh dữ hả? Ồ con hệ xe buýt à. Trời ơi, con tinh tinh hệ xe buýt này nó 560 luôn. Nhưng mà thôi mình cần con bình thường á. Đó 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 nghe nó rú rồi đó. Xói trên này nữa. Heo hồi máu sao không có không? Thường thường phía bên đây mình nghĩ là phải con mấy con heo bên đây nhiều lắm, bên thu tiết thường thường mấy con heo á xuất hiện cái nùi của nùi bên đây. Lần này không có cứu à, cứu bình thường đó. À đây 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 nó đây nè, một nùi luôn nè. Mình chỉ cần có một con thôi là được, một con thôi là được, thì mình sẽ dụ nó xuống phía bên dưới này đi. Đó xuống phía bên dưới này giống như có Allosaurus thôi, mình chọt 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 cho nó một cái. Heo hồi máu, ở à đây một con nè. Một hit. Một hit xỉu luôn mà. Mấy con kia như rớt dưới hết rồi. Con này cũng cần có kiếp bò luôn. Kiếp bò của nó là cái kiếp bò super luôn ha, giống như con Aloy thôi. Chị thì lấy Anki ra thôi. Xung quanh đây thì nó an toàn, mấy con kia chắc té dưới hết rồi. Vậy thì kiếp bò một phát 10 cái luôn cho em nó đi. Bấm 10 cái nhưng mà mình được có 9 cái thôi, và nó ăn thì nó ăn có 8 cái thôi được. Ngon. Con này đói nhanh lắm. Trời nó tuột hết phố xuống luôn mà có nó ăn kìa. Allosaurus của mình thì cũng xong rồi. 100% hoàn hảo luôn chứ, ngon á. Đúng là ăn Keeper con khác. Xịn hẳn luôn á. Đây rồi. Con này thì chắc phải cần có yên cửa cho em nó nữa không? Thôi cứ chắc chơi cho trước đi. Chia cho nó ít máu trong này luôn cũng được. Đó. Để làm phôi ăn cho cái con kia nó hút máu để tăng lên cái timing effect á. Cho nó lên 100% cho cái con dơi cho nó xịn. Bây giờ mục tiêu của mình là phải về căn cứ một cái ăn. Cho nó cái yên cửi vô cho nó có thêm phòng giáp đi. Rồi sẵn coi coi con heo này nó có tiến hóa được không ăn. Để sau này mình tiến hóa cho con heo luôn á. Heo thì mình chưa có đụng độ con heo nào alpha hết à. Con... đây e đúng không? Đây đúng không? Đây ở đây. Đúng rồi, nó ở đây nè. Có à, con này không có tiến hóa được. Vậy là con heo này không tiến hóa được, không thấy có menu tiến hóa chứ. Và nó cần có cái đai e là cái yên cửi của nó nữa. Đai e chứ. Đây, ủa có nè. Ủa mà sao không có menu tiến hóa chứ ăn. Nhưng mà cần vẫn có yên alpha với dream đồ luôn nè. Lạ vậy ăn. Vậy nó giống như con đuôi với con Angelo á. Chắc phải tìm cái hệ hô hấp hay sao á mới có thể tiến hóa được cho em nó lên alpha. Như con Angelo bên đây nè, à con đuôi nè, không có ăn, nhưng mà cũng có yên cưỡi alpha luôn á. Giờ phải tìm cái hệ hô hấp rồi. Như con này nè. Đó con này thì có tiến hóa lên kiểu như là hệ hô hấp mà kiểu như alpha đó. 50 50 50 hết. Vẫn chưa đủ nguyên liệu luôn. Rồi con này cho yên cưỡi vô một cái. Rồi cho nó lên chút máu đi anh. Bật heal lên cái.
để cho nó bắt siêu. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại chỗ con dê thôi. Trời ơi đúng lúc trời mưa bão nữa không, sao mà đúng thời điểm dữ vậy nè. Sẵn mình cho con Allosaurus về luôn ăn, kiểm tra xem con Allosaurus này nó cần có bao nhiêu trái tim để tiến quá đây. Ôi cộng 400 mấy level luôn, quá đã. Chưa có ăn gen nữa. Ăn gen lần trước mình lỡ tay mình đánh chết con 500 mấy, cái từ lúc đó không tìm thấy con ăn gen nào level 500 trở lên hết à. À về căn cứ đi cưng. Mình sẽ né né ra luôn không. Bye bye. Bây giờ là để tem cái con này lên infest 100% là mình phải đưa đầu cho nó hút máu trước cái đã. Giống giống như hồi nãy thôi. Ở đây thì khu vực này nếu mà mình té dưới thì nguy hiểm quá, cho nên mình sẽ dụ lên phía bên trên đi. Lên trên lâu đài đi ăn. Chọc ghẹo nó, chọc ghẹo nó. Đó, 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 nó thấy mình rồi, thấy mình rồi đó. Dưới này thì bỏ qua luôn. Mình sẽ dẫn dẫn nó lên phía bên trên. Lên đây luôn cưng ơi. Ok. Rồi, như hồi nãy thôi. Mình ở đây cho nó hút. Đó, nó bắt đầu hút mình lên, hút mình lên, hút lên lên. Nó sẽ bắt đầu tăng cái timing lên nè. À. Ủa khi nào xong luôn không vậy? Ủa lên nhanh như vậy? À đây nó bỏ mình ra, nó bỏ mình ra nè. Sau đó thì mình sẽ chạy. Chạy thật xa, chạy thật xa, chạy thật xa. Đánh dấu nó lại luôn một cái ăn. Nó thì đây. Nó vẫn dí theo mình kìa. Mình sẽ dụ nó quay trở lại để mình lấy con Doi ra một cái. Đai e chứ. Đó để lại cho nó hút máu ăn. Coi coi nó có quay lại không. Đi hơi xa, đi hơi xa. À đây đây, dướng 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 dướng. Bye bye. Đúng rồi. Nếu như mà thấy con đệ mình nó sẽ bắt đầu hút máu không. Đó, nó bắt đầu cắn cắn con đệ của mình đó. Đó mà gấp lên được nó hút máu là nó sẽ bắt đầu tăng lên. Đó gấp gấp lên kìa. Em mini phép bắt đầu sẽ tăng lên dần dần á. Nó tăng lên 58 nè. 59 nè, đó bắt đầu tăng rồi đó. Mình cứ để đó đi ăn, né né xa xa để nó thấy mình á. Nó đói máu thì nó lại tiếp tục xuống phía bên dưới để nó hút tiếp là được. Nó vẫn chưa đói ăn. 59% thôi. Đó xuống gấp nó hút nữa nè. Đó nó lại hút, nó lại hút, nó lại hút nữa rồi. Mình chỉ cần kiểm tra trong này thôi là mình có thể thấy được cái hiệu ứng lên 60% nè, 61% nè. Đó mình có thể điều khiển từ xa. Vậy là cứ để tự động thôi. Chỉ sợ con heo mình nó bị chết thôi. À vẫn còn máu. Heo mình mười mấy ngàn máu lận à. Nó còn búp máu tự động nữa. Ở đây mình xuống đứng, mình đứng nhìn nè. Zoom lại thì dễ nhìn hơn ha. Đó, 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 đó. Đó nó lại đói máu nữa rồi, nó lại gấp lên nữa. Vậy là nhiệm vụ của mình chỉ cần nằm ở đây và chờ đợi thôi các bạn, đơn giản ha. Chờ đợi cho nó lên cái này 100% cái mình lại bắt đầu cho nó hút máu của mình là xong. Là có con siêu xịn luôn á. Nhưng mà nó dẫn cái con đợi của mình đi đâu luôn rồi. Nghe tiếng chiến binh nó vậy. Đó nghe tiếng chiến binh rồ mi á. Cái tiếng xèo 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 của nó rồi. Trời ơi xác Raptor à. Đâu đó gần gần chỗ này thôi. Vậy con heo kia của mình thì nó thả đã mất tiêu rồi. Ui nó giục ở đâu, con heo của mình mất tiêu luôn kìa. Không được không được, kéo con heo lên trên này trở lại ăn. Dụ lại trở lại. Nó liền mất tiêu con heo của mình luôn mà. Đây, để đây đi. Rồi sau đó thì quay trở lại. Chọc nó, chọc nó, chọc nó. Đó, 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 bắt đầu dí, bắt đầu dí, bắt đầu dí. Rồi, bay xa, bay xa, bay xa ra. Đó, 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 hút máu tiếp rồi, hút máu tiếp rồi. Ngon luôn. Và bắt đầu 68 luôn, ngon liền. 67, 68 liền. Nó lại hút nó gấp đi xa nữa rồi. Gấp lên lâu đài luôn hả? Gấp bên đó dễ bị con gì á.
Cái nhện cắn lắm nha. Rồi nó hạ xuống nè. Vậy thì mình cứ đa e thôi để kéo nó vô trong này trở lại. Nó lại bị dướng dướng chỗ đó ăn. Dướng dướng chỗ này mình phải dụ ra. Dụ nó ra phía bên ngoài. Rồi luôn, dính đây luôn mà. Đây. Xuống đây quỷ. Đó, đúng rồi. Ngon lành. Tiếp tục. À, có con này hả? Chưa thử hết. Ok. Đó, nó lại cắn con heo của mình nữa rồi. Và nó lên được 75%, 76% rồi. Hợp lý. Trong lúc đó thì nó đang xử lý con đệ của mình, thì mình xử lý hết trong khu vực này đi. Đi hết khu vực này để an toàn hơn ha. Ui ôi, trong này quá trời quá đất. Cái con nhện nhỏ này không biết có tiến qua được không. Tiến qua được, mình tiến qua luôn. Ôi, trong này đánh nghe âm thanh nó vang vọng dữ không. Ồ má mày, tính ra làm nhiều chi tiết ghê á. Âm thanh trong này nó cũng vang dội hơn, giống như kiểu mình đang đi ở trong hang á. Rồi, clear. Khu vực này mà clear hết chắc là nhiều chi tiết lắm. Đây thì bây giờ bị dướng không? Con đa e một cái á. Đó ngay. Ui gấp luôn kìa trời. Nó chưa đụng đất nó gấp luôn và hoàn hảo 100% rồi. Đã đến lúc mình rồi đó. Đã đến lúc mình đưa đầu cho nó hút máu mình à. Em đã xong nhiệm vụ rồi. Chỗ này thì lên cái cầu thang một phát. Rồi. Như hồi nãy thôi. Mình ở đây và chờ nó hút máu. Đó. Ui đừng rớt map nha. Và bắt đầu timing của nó bắt đầu tăng lên. Nó gấp mình sao kẹt dưới này luôn rồi. Trời lúng dưới cái nền luôn nè. Gấp lên trên đi chứ để hả dưới là đi luôn á. Và lên phần trăm. Ui xong luôn, cố xong luôn á. Ui xong luôn nè, ngon. Quá đã. Đây rồi, bỏ đi là phần đánh dấu em nó đi. Mình sẽ lấy con kia ra. Con này nè, đó để mình lấy cái yên cưỡi ra. Con này thì xong sứ mệnh của em nó rồi. Còn con này là con mới, mình cũng sẽ chắc cơ rồi cho nó cái yên cưỡi vô và có thể tiến quá. Chắc chắn là trong này rồi. Và lên cưỡi liền. Ngon lành. Con để cái của mình thì mình cất cái luôn đi. Ở dương díu không? Đâu rồi này. Con này thì cần gì để tiến quá đây. À cũng 80 DNA với 23 trái tim. Ui cái này dễ ăn. Có 3 món thôi à. Trong này thì sử dụng máu để chế tạo thành bình hồi máu nè. Đây bây giờ mình sẽ cho nó hút máu thử coi. Đây, trong này nè. Tấn công, một phát được coi như là 400 dam nha. 391 nè. Đánh xong thì nó sẽ lấy được máu. Con này nếu chụp phải là nó sẽ tàn hình á, nhưng mà phải buổi tối mới được. Buổi tối nó bắt đầu tàn hình á. Còn chiêu đánh thường thì mới đè là nó sẽ rú lên nè. Rú lên để tìm con mồi ăn. Đó, kiểu như chắc kinh á. Đánh dấu con mồi. Con này con alpha là hơi khó chơi nha. Này đô y nữa. Con này chắc phải uống cái bình XP vô quá à. Cho bình XP vô cái. Luyện xương xương cho em nó ăn. Coi có con nào dễ dễ mình xuống mình xử ha. Con này 12.000 máu ha. Con này chắc vô một cái. Còn có Raptor nữa kìa. Raptor này làm được. Raptor này như Raptor của Vanilla phải không? Bây giờ nhiều hiệu ứng quá. Dạ đúng rồi, Raptor của Alpha nó đánh đau lắm. Ủa lên Mortimer con này của mình chết luôn chứ. Con này của mình giấy lắm. Chưa hết nửa cây rồi. Cho nó hồi máu lên cái. Cố mình last hit được con này là mình sẽ lên được một mớ level nè. Lên thêm chút dam đó là đẹp. 3.000. 2.003 nè. 1.000 mấy nè. 1.002. Cái cuối. Ok. Ngon. Rồi. Lên cho em nó. Ui 20 mấy điểm luôn mà. Quá chừng máu luôn ăn. Bây giờ không sợ thiếu máu nữa rồi. Con này của mình thấy vậy thôi chứ còn dãy lắm. Mới lên đam thôi. Cắn một phát. Ôi 2 số 8. 3 số 8 luôn ăn. Tôi cố xử lý con này. Con này ưu điểm là có thể. Đây ưu điểm của nó như vậy nè. Có thể sử dụng cả cung nỏ đồ trên này nữa.
chọt một cái là nó sẽ lên nửa cây turbo liền. Dí heo chọt thêm vài cái nó thôi là xỉu em nó luôn á chứ. Đó xỉu luôn kìa. Quá là dữ dội anh. Cầm cây nỏ còn dữ dằn hơn nữa. Xuống đất mình đầu mình cắn luôn à. Bò đúng kiểu quỷ hút máu anh. Con này quỷ ma cà rồng rồi. Dơi quỷ. À đúng rồi, con này phải đặt tên là dơi quỷ anh. 12 cấp. Mình sẽ cho nó lên đại đi. Đường nào cũng tiến quá cho em nó thôi. Alpha DNA. Đây bên này mình có nè, này mình có mấy này nhiều lắm. Còn cái DNA của nó hơn đúng không? Mấy lần trước mình đi farm ở bên khu rừng gỗ đỏ đó, có mấy con dơi đó mình đánh cho mình lấy luôn, cái tự nhiên hôm nay có đúng mà. Vừa y luôn. Bánh giờ chết đi, đã đi cho dễ ăn. 8 trái luôn nè. Con này 900 mà. Level 900. Bỏ cái DNA trong này. Rồi. Lấy cái yên cưỡi ra chứ để quên nè. Đó, có menu tiến quá. Dứt luôn cho nó trước đi. Rồi sau đó lấy hết đồ ra. Level 925. Rồi sao hay tiến quá xong nó có bị giảm level không? Giống như con red không? Con rồng á là tiến quá xong nó giữ nguyên level, nó chỉ gì reset cái điểm mình cộng vậy thôi. Còn con red này là reset level luôn nè. Con này nếu mà không có reset level là ngon. Tiến quá lên càng cao càng mạnh hơn. Càng lúc nó càng cộng thêm nhiều chỉ số hơn á. Con này không có bị lỗi đam rồi. Còn có alo xíu đây thì trong lúc chờ đợi coi có cần bao nhiêu đây. X Vino với lại R Vino luôn không? À này alo xíu rớt chứ lộn hoài. Có hơi X chứ hay R luôn. Ồ tính ra còn rẻ hơn cả tiếng quá con dơi nữa không? Ít tốn lắm. Và ủa? Chưa à? Chưa, nó chưa biến hình hẳn á. Nó chỉ xong cái nghi lễ gọi là tiến hóa thôi chứ còn chưa có biến hình. Phải chờ đợi cho nó biến hình cái. Vẫn còn màu đen. Đà, gì á? Biến hình xong tự tự nó gấp mình lên luôn vậy? What? Wow, nó biến thành Bạch Công Tử luôn rồi. Rồi con này thì làm sao cho nó thả mình ra vậy? Ai mình sẽ giói tay mình chắc cơ cho nó một cái đi. Sau đó thì mình sử dụng cái remote. Quỷ này nó báo thiệt chứ. Đây. Rồi DS. À chỗ này. Ủa? Ủa con này không phải, con này không phải, lộn 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 hàng. Con này nãy mình lấy để mình hút máu. Lộn nó là alpha. Đài phiên bản alpha nè. Đài hàng gì hết hồn, tưởng đâu nó bị lỗi chứ. Gì nhìn nó ghê vậy. Cái miệng nó màu đỏ ăn. Phần lông người của trên người nó thì màu trắng mà cái lỗ tai nè. Cái miệng nó màu đỏ nhìn đúng sát thủ luôn á. Và con này bây giờ phải có cái yên alpha cho nó nữa. Chắc chắn là như vậy rồi. Đét một cái. Đây trong này nè. Ồ vậy là không có rim mà. Dứt luôn em. 6 trái tim. Đây có nè. 6 trái tim chia một nửa cho thôi. Dứt. Grab one. Đó vậy sẽ đảm bảo là sẽ không có bị lộn đồ không. Không có chế tạo lộn như chế tạo con rồng lần trước nữa. Lộn hai cái đó. Lần trước đâu y lần đầu tiên nè. Ngày hôm qua chế tạo yên lộn cái con rồng nữa. Là hai cái lộn luôn rồi. Đây thì lắp vô lắp vô. Ngon lành liền. Con này có bị lỗi đam gì không? À 800. 800% là không có lỗi rồi. Con này thì lượng lên lượng xuống được. Giống như kiểu Riffin á. Nhưng mà nó không có chịu cắm đầu như Riffin để gây đam mạnh thôi. Thử đam mặc định cái nha. 3.000 đam. Ôi cũng được ghê chứ. Đâu có cùi đâu ăn. Ôi con này ngon đó chứ. Đã vậy còn có thể sử dụng cung được đang đây nha. Đó mình nhắm nhắm cái mình bắn á. Chứ không cần phải leo lên leo xuống như con bò te. Ổn ổn ổn. Đây coi nè. Mình tắt đi hiệu ứng anh pha cho đỡ dướng mắt ăn. Chói mắt quá. Con này lên 300% tốc độ di chuyển nè. Thấy nó cũng nhanh nhẹn sẵn rồi. Ổn chưa? Cũng được đó chứ. Cũng được nè. Nhưng mà cũng hơi chậm nè. Chắc phải lên phải tầm tầm 400 á. Tầm 400% tốc độ di chuyển thì sẽ hợp lý hơn. Và cho nó bình XP dần cái. Tìm xem có alpha nào mình đánh cho lên cấp nhanh hơn không. Con này đem qua khu rồng thì hơi quá sức với em nó đó. Chưa có nhiều cấp cho nên là để xuống phía dưới này đánh mấy con bình thường thôi. Con này hay mới có mấy con alpha lắm. Dứt cho một cái. Bây giờ 4.000 đam. Bờ te nãy của mình là con bờ te rim á. Mà nó đánh chỉ có được 13.000 đam thôi. Dư sắn của nó cũng 13.000 đam. Con này luyện một hồi chắc nó lên mạnh hơn.
Con MT đó là mình luyện nhiều lắm rồi mới được vậy á chứ. Này, lên thêm chút đam nữa. Đài có alpha đó nè. Bên đây thì mấy con này xuất hiện nhiều lắm. Cộng thêm. Được 6.000 đam hả? Cộng thêm một điểm nữa chắc là lên 6.500. 6.500 không? Còn 6.400 thôi. Đánh xong mấy con alpha là hay có mấy cái bình XP này này đó, dứt vô cái. Lên thêm, bấm XP là ăn cái à, không có. Bên đây có mấy con này nè, đem crystal của nó về. Giờ 8.000 đam. Lấy crystal để dành tiếng quá cho con Harry nhà của mình. Harry hoặc Baronto, chắc tiếng quá cho Baronto quá. Baronto chủ yếu để mình farm cái hạt giống nó ít á. Để sau này cho cái mod của Romy nữa. Dần dần mình bắt đầu hướng tới của Romy là vừa. Đó, vậy là con này được à. Rảnh rảnh mình đi luyện bằng con này nè. Đó, đi vòng vòng clear map hàng farm mấy cái trái tim đó các bạn, mấy trái tim alpha đó. Với con này nè, 8.000 đam thì đánh mấy con rồng thì hơi căng, cho nên đánh mấy con bình thường trước. Sau đó thì bắt đầu dần dần lên rồng ha. Con rồng đánh là lên khoảng tầm trăm mấy điểm đó. Abayara nữa. Một phát một rồi đi à. Lấy thịt nó luôn rồi. Bây giờ mình sẽ về để mình tiến hóa luôn cho con Allosaurus của mình nè. Con này có thể tiến hóa được thêm nữa nè, lên rim nữa nè. Vậy mà không tìm thấy được yên cưỡi của nó, lạ vậy thằng. Mình tìm lại cái. À đây nè, ô phải, con này con trên này khác nữa rồi. Sao cái này lại là hai cái alpha luôn không? Lỗi thì sao rồi? Nếu mà không có yên alpha mà mình tiến hóa lên, nếu mà nó không có yên rim á, nó không có yên rim mà mình tiến hóa lên rim là có khi mình cưỡi không được. Căng dữ. Nguy hiểm quá vậy. Con này tính sao đây? Bây giờ tính tới Allosaurus ăn. Allosaurus là mình cần có tim nè, cần có cái này nè. Rồi cần có thêm cái DNA của nó nữa. DNA của nó thì nhiều lắm. Mấy lần trước mình lấy về mà mình còn sợ thiếu nữa chứ. Cái kết quả là mình lấy được 100 mấy luôn nè. 112 cái. Trong khi nó cần có như 8 cái phải không? Coi lại coi. Ừ đúng rồi, 8 cái nè. 8 cái thôi là đủ. Nãy quên coi con này có bị giảm không. 925 level gốc nè. Vậy là hình như nó không có giảm level á. Vậy con này, con này tiến quá luôn cho rồi đi ăn. Tiến quá luôn này. Dứt luôn à. Mình tính lấy XP cho nó uống á chứ. Rồi nhanh tay lấy đồ ra. Xem coi nó có phải là Bạch công tử không ăn. Mình có cái con khỉ. Con khỉ Dino á. Đúng kiểu Bạch công tử luôn. Full màu trắng luôn mà. Ui con này full đỏ luôn. Không phải là Bạch công tử rồi, mà là full đỏ. Allosaurus. À con này không có lỗi đam rồi. Hình như mình thấy viên bản quan giả Alpha cũng không có bị lỗi đam, cho nên tiến hóa cũng không có bị lỗi. Và con này thì có thể lên rim nữa nè. DNA với rim có thể tiến hóa được luôn á chứ. Làm luôn không? Chắc là làm luôn á. Mình giữ lại alpha mình thấy đẹp. Thôi mình cứ cho nó yên cưỡi này. Alloy trong mạng cái. Chúng mình thử trạng thái alpha của nó. Alo mình chưa học. Đây đây, rim luôn đi. Alo một cái. Dứt. Bảo đảm thiếu tim. Bỏ tim vào trong này. Dứt. Ở bên đây chứ dứt. Xém giúp nổi lộn nữa rồi. Còn đây thì lắp yên cưỡi vô. Đó. Con này mình cũng sẽ cho nó một cái XP vô luôn. Thử đem nó xuống phía bên dưới để cho nó tấn công thử anh. Đây lượn 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 xuống. Con này tạt ra thì nó không có nhanh được như con Ripfin á. Ripfin nó tạt ra là sẽ lướt gió cái kiểu nhanh hơn nữa. Rồi 2.000 mấy đam. Nói chung là cũng được thôi chứ không có bị lỗi như mấy con Red đồ. Red với Saber là thì bá quá. 2.000 mấy. Con này phải đi theo bầy nè, nó mới bắt đầu có chiêu gọi là chiêu chảy máu ăn. Chứ còn mình nó không có. Chụp phải căng thường S Q R O tiếp tiếp không có. Giờ chỉ có cắn bình thường thôi. Con này không biết có nên đầu tư cho nó lên rim không nữa. Con
là chắc làm bộ sưu tập ra bảo chúa ăn với con cano của mình á, cano với con raptor thôi. Kiểu như con này nè, con này mình chưa có sử dụng được cái chiêu thử coi, ít xơi à, ít bay lên xơi để hạ xuống. Ui tính ra con này cơ động ra ăn, hình như vanilla nó cũng có chiêu này rồi, ít bay lên xơi hạ xuống q r o John tiếp được phải. Vậy là buổi tối ăn, buổi tối nó có thể bật được cái tàng hình lên. Tao mình thử coi, cho nó vô hang thử ăn, vô hang tối coi nó bật được cái chiêu tàng hình lên không. Nếu mà bên ngoài không tối thì trong này thì cũng bắt buộc ăn, ở ngoài kia tối thì trong này mới có thể tàng hình được. Còn chiêu này là để đánh đánh dấu mục tiêu, hú lên không, xem có mục tiêu nào gần không á để nó chắc kinh vô. Nếu mà trường hợp chơi không có ống dòm là có thể sử dụng con này để chắc cơ mục tiêu. Đó, đánh dấu ăn. Không có ống dòm là mình sẽ thấy gì nè, dễ dàng quan sát hơn. À thôi, lên với bên trên thôi. Vậy là trong tập ngày hôm nay thì đi bắt Angen nhưng vẫn chưa có ăn. Mình bắt được con này con dây quỷ. Dây quỷ hút máu, nhưng mà là phiên bản Bạch Công Tử. Đó, với một con Allosaurus. Allosaurus thì mình sẽ để kế bên con Kano đi, bộ sưu tập của mấy con bạo chúa ăn thịt của mình ăn. Allosaurus, Kano nè, rồi Kabino nè, rồi T-Rex nữa. T-Rex thì đã được tiến hóa lên thành hình Rim rồi. Con này cũng có thể lên Rim được á, nhưng mà nó không mạnh lắm. Cho nên chắc là thôi, mình sẽ không thử nghiệm ăn. Mấy con này tiến hóa cũng tốn nguyên liệu lắm chứ đâu có ít đâu. Mà nó cũng không mạnh lắm nữa. Cho nên thôi, chủ yếu là con này thôi để đi hô phục trong thời gian sắp tới của mình nữa. Ở video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình cũng như series Anaka thì đừng quên cho mình xin một like phía bên dưới video để mình biết bạn thích mình làm tiếp cho các bạn cùng xem nhé. Còn bây giờ thì bye bye.